Rồi tới câu hỏi thứ 7 là tại sao lên cấp cao thì lại không cần kháng tỷ lệ bạo kích? Nếu như các bạn coi qua cái video của mình về cách để những cái chỉ số tẩy luyện này mặc định và để có thể chơi được nhiều khoái nhất có thể, để những cái chọn những cái dòng thuộc tính này như thế nào để chơi phái nào cũng được, không cần phải thay đổi, thì các bạn sẽ biết được là khi mà mình khuyên về cái chân nguyên á, những cái chỉ số như sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, linh hoạt á, ở những cấp thấp là mình luôn khuyến khích các bạn lúc nào cũng lấy bốn chỉ số đó, nhưng mà mình nói một câu là khi mà lên cấp càng cao, nhất là những cái cấp tông sư như thế này, các bạn bỏ linh hoạt đi, càng lên cao, thậm chí là ở cái cấp của mình là có thể phần nào đó là có thể bỏ những cái linh hoạt, bỏ tỷ lệ bạo kích đi được rồi, bỏ đi những cái tỷ lệ kháng bạo kích đó, kháng bạo kích bỏ hết. Bởi vì sao? Bởi vì một cái câu này thôi các bạn, miễn sát thương bạo kích. Khi các bạn đã lên càng cao rồi thì những cái vật phẩm, những cái đá hồn, những cái nguồn mà để các bạn có cái miễn sát thương bạo kích này càng nhiều. Khi mà các bạn có cái miễn sát thương bạo kích này càng nhiều rồi thì các bạn nghĩ đi, câu này có nghĩa là miễn sát thương bạo kích có nghĩa là không có bị bạo kích nữa. Thì việc gì mình phải lên cái kháng bạo kích đúng không? Mình việc gì mình phải lên cái giảm kháng bạo kích làm gì? Rồi đối phương cũng vậy nữa. Khi mà mình đã miễn bạo kích của người ta rồi thì người ta có lên nhiều linh hoạt thì cũng bằng không thôi. Đúng không các bạn? Giờ các bạn có lên cả ngàn, cả 100% linh hoạt, tỷ lệ bạo kích đi chăng nữa mà mình miễn, mình chỉ cần một câu là miễn, là các bạn coi như là cái bạo kích đó nó không còn tác dụng nữa. Cho nên là càng lên cấp cao thì cái chỉ số linh hoạt, chỉ số bạo kích nó càng mất mất đi tác dụng, mà nó thay thế bằng những cái phái mà chơi thuần về sinh lực, thuần về độ trâu bò, thuần về kháng đó.